Xin giới thiệu các bạn nhé, hôm nay là ngày thứ 6 này, 27 tháng 10 đấy, và ngày 11 tháng 12 năm 2020. Đây là ngày 27 tháng 10 âm nhé, đấy, tháng 10 âm đấy. Mình sẽ tiến hành cắt bỏ hoa giấy này, cắt bỏ những bông hoa đấy, bông hoa đẹp không đấy. Bao nhiêu này? Úi dồi. Đấy, cắt bỏ. Hôm nay đã là chiều 30, ngày 30 Tết rồi nhá. Đấy. Mai là mùng 1 rồi. Đấy, mùng 1 Tết dương lịch, mùng 1 Tết âm lịch. Đầu xuân năm mới. Tổng kết lại là xử lý 2 tháng cây hoa giấy này. Ra hoa Tết nhưng nó không ra hoa được. Vừa cắt vừa quay vừa cắt cũng khó các bạn ạ. Đấy. Này. Tỉa hết bỏ cái lá đi nhá. Cái lá thì nó mới tức nó mới ra hoa nhá. À nó ra mầm nhá. Chúng ta mà không bấm bỏ lá này thì nó không không ra mầm. Sau khi chúng ta cắt tỉa bỏ lá thì chúng ta sẽ chăm sóc tốt, tưới nước, tưới phân mà nó lên, nó khỏe lên thì là bắt đầu nó tay dăm, nó dày lên, lúc đấy chúng ta bắt đầu tiến hành ép nó để cho nó ra hoa. Đấy. Cũng mệt phết các bạn ạ, làm không đơn giản đâu. Nhưng mình lại làm ở trên cao này, trên cao này càng khó luôn, nhưng mà không làm thì nó sẽ không đạt được. Vặt hết lá cây cây này thì chắc phải dự kiến khéo phải để hết cả ngày này, cả ngày này mới hết được. Mệt phết đấy. Cái này nó ở trên cao cho nên là phải đứng lên cao thì cũng ghê, nên là cắt cứ phải từ từ. Đó. Đó. Hoa rất là nhiều. Đấy không? Này, bình hoa rất là đẹp nha. Rồi cắt đi. Để cắt hoa giấy thì các bạn tìm mua cái kéo cắt chỉ này nhá. Đây này, bóp rất là dễ. Mình trước đây mình cũng mua những cái kéo bấm cành mầm nhưng mà không hay cho lắm. Vì cái này nó bóp vào nó lại tự đẩy ra, bóp vào tự đẩy ra đây này. Chúng ta bóp. Đấy. Cái này là cái kéo này là tỉa lá với cả
với cả tỉa hoa là rất là dễ luôn, tiện luôn đấy. Bấm mầm đấy, em bấm mầm tuyệt vời luôn. Mình bắt đầu sang lịch mới rồi nhá. Đây là ngày 11 tháng 1 năm 2021 này, 21 này. Đấy, âm lịch vào ngày 29 tháng 11 nhá. Thế là đã tròn hơn 1 tháng, tức là 1 tháng mấy ngày là mình xử lý cây hoa giấy để cho ra hoa Tết nhá. Đấy, hiện tại là rụng hết lá và lọc non mầm non rất là nhiều. Đấy, ngoài nhìn chưa? Mình nhớ không nhầm thì là mình bắt đầu tiến hành cắt hoa và lá, tỉa cành, cắt nước luôn là vào ngày 27 tháng 10. Hôm nay là 29 tháng 11. Đây. Bón đất đi nhé. Bón xoài nhỏ. Đây cho các bạn nhìn. Nó có lọc non rất là mầm lọc non. Đây chỉ đợi ra bông hoa thôi. Cố gắng còn một tháng nữa thôi, chúng ta tiếp tục chờ đợi nhá. Đẹp nha các bạn nhá. Nhưng mà đang gió mùa đông bắc rất là mạnh. Đấy. Hoa giấy của mình bắt đầu lộc rồi nhá. Đấy. Bắt đầu hoa các bạn. Bắt đầu hoa. Sau khi tắm nước. Còn 8 ngày nữa là Tết thôi nhá cả nhà nhá. Đấy, 8 ngày nữa là Tết. Mà cái hoa giấy của mình nó bây giờ nó mới thế này đây. Chả thấy đầu nụ đâu cả. Đầu nụ bây giờ nó mới bé tí trong khe này. Đấy. Rồi nó mới bé tí trong khe này. Đấy. Lộc thì đẹp quá, nhưng mỗi tội nụ thì chưa thấy như gì cả. Nhá. Xem cây hoa giấy mình.
8 ngày nữa là Tết nha các bạn nhé. Nghe vẻ thấy nó nghe vẻ nó cũng nhú nụ hết rồi. Đấy các bạn ơi, đang nhú nụ nhá. Đây đầu lộc này. Nhú đầu nụ hết rồi. Hôm nay đã là chiều 30, ngày 30 Tết rồi nhá. Đấy. Mai là mùng 1 rồi. Đấy, mùng 1 Tết dương lịch, à mùng 1 Tết âm lịch. Đầu xuân năm mới. Mình sẽ quay cái cây hoa giấy thì các bạn thấy. Đấy. Đấy, mùa xuân này. Hoa đào. Đấy, hoa đào nở tung bay. Đấy. Mùa xuân đấy. Cái cây hoa giấy này mình đã nói với các bạn rồi, mình xử lý đúng theo cái kỹ thuật. Nhưng mà nó chỉ khác cái là lúc mình xử lý thì nó đang ra hoa. Mình đã chơi hoa được 1 tháng. Khi mình xử lý nó để ra hoa Tết thì nó đang ra hoa được 1 tháng. Thì mình xử lý chăm sóc nó. Nhưng mà đến giờ này là nó không ra hoa. Mà chủ yếu là lọc thôi, lọc rất là nhiều các bạn. Nó cũng thấy nó có cái đầu đấy, nhưng mà không biết là nó là đầu mầm hay là đầu hoa. Đó. Nó tổng kết lại là 2 tháng. Tổng kết lại là xử lý 2 tháng cây hoa giấy này ra hoa Tết nhưng nó không ra hoa được. Hiện tại đây còn một số hoa nhưng mà chắc là hoa cũ. Đây là cũng không đơn giản chỗ nào được các bạn.